Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước cũng như là quốc tế với những tin chính sau đây. VinFast Value bán vượt xa Hyundai Grand i10, Kia Morning bị bỏ xa. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế. Xin cảm ơn. Điểm sáng của nhóm xe phổ thông hạng A trong tháng 6 năm 2020 đến từ việc doanh số của 5 mẫu xe có mức tăng trưởng tích cực, tổng cộng hơn 3.300 xe được bán ra. Kết quả này nhiều hơn tháng 5 năm 2020 khoảng 300 xe với tỷ lệ tương ứng 10%. Ở nhóm đầu của bảng xếp hạng, VinFast Value lần thứ 2 liên tiếp vượt qua đối thủ nặng ký Hyundai Grand i10 để dẫn đầu phân khúc xe cỡ nhỏ và lọt vào danh sách người xe bán chạy nhất tháng. Ngoài ra, Suzuki Celerio ngừng kinh doanh từ tháng 5, tiếp tục xả hàng tồn kho, doanh số có 6 chiếc trong tháng 6 năm 2020. Mặc dù không còn được hưởng mức giảm giá sâu 41,5 đến 49 triệu đồng như ở tháng 5, nhưng VinFast Value vẫn tiếp tục bán chạy trong tháng 6 và doanh số tăng gần 18%. Cụ thể, mẫu xe hạng A của Việt Nam ghi nhận 1.364 xe bàn giao tới tay khách hàng, cao hơn tháng trước 208 chiếc. Tuy nhiên, lợi thế về giá bán của VinFast Value sẽ không còn trong thời gian tới khi chuẩn bị được VinFast áp dụng mức giá mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Khi đó, 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp của Fadin sẽ có giá đề xuất lần lượt là 425 triệu đồng, 459 triệu đồng và 499 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất phân khúc xe đô thị ở Nga và tương đương với 2 mẫu xe hạng B Hàn Quốc như là Hyundai Accent với mức giá là 426 tới 542 triệu đồng hay Kia Soluto với mức giá là 369 tới 469 triệu đồng trong tháng 7. VinFast vẫn đang áp dụng chính sách miễn lãi vay trả góp 2 năm đầu tiên hoặc chiết khấu nếu trả thẳng 100% nên giá mua xe thực tế sẽ mềm hơn. Ngoại trừ tháng 4, Hyundai Grand i10 có tháng thứ 5 bán được trọn vẹn hơn 1.000 xe trong nửa đầu năm 2020 với doanh số quý 2 đạt 1.022 chiếc. Dẫu vậy, i10 đạt doanh số cộng dồn trong quý 1 và quý 2 năm 2020 là 6.414 xe, thấp hơn cùng kỳ 1.770 xe với tỷ lệ giảm lên đến 21,6%. Sau khi nghị định về hỗ trợ 50% phí trước bạ cho ô tô lắp ráp có hiệu lực vào cuối tháng 6, hầu hết đại lý Hyundai ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cắt giảm khuyến mãi cho Grand i10, mức ưu đãi hầu như không đáng kể. Hiện tại các model Hyundai Grand i10 hatchback đang có giá đề xuất từ 315 tới 405 triệu đồng với tùy chọn động cơ 1.0 hoặc 1.2 lít, trong khi đó biến thể sedan của i10 có giá dao động từ 350 tới 415 triệu đồng. 505 xe là kết quả bán hàng tốt nhất tính từ đầu năm đến nay của Kia Morning. Bình quân, mỗi tháng mẫu xe hạng A Kia chỉ bán được 380 chiếc, kém xa doanh số trung bình 911 xe một tháng ở đầu năm 2019. Kết quả này phần nào cũng cho thấy sức cạnh tranh của Kia Morning không còn tốt dù xe có mức giá đề xuất thấp hơn các đối thủ. Các model hiện hành đã xuất hiện ở trong vài năm nhưng không có nâng cấp nào đáng kể về thiết kế hay trang bị. Nhiều khả năng Kia Morning thế hệ mới sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm nay. Trong tháng 7 năm 2020, Thaco tiến hành giảm giá cho hai phiên bản Kia Morning AT Deluxe và AT Luxury, giá bán mới lần lượt là 349 triệu đồng và 383 triệu đồng. Trong khi đó, hai biến thể MT và AT tiêu chuẩn vẫn giữ được nguyên giá bán là 299 triệu đồng và 329 triệu đồng. Từ doanh số gần 300 xe ở tháng 5, Honda Brio có bước lùi khi cán mốc tháng 6 với 39 xe ít hơn, giảm 13%. Dù vậy, kết quả này vẫn có thể khiến hãng xe Nhật Bản cảm thấy hài lòng khi Honda Brio duy trì được phong độ ổn định sau 1 năm ra mắt thị trường Việt Nam. Kết thúc quý 2 năm 2020, lượng xe tiêu thụ cộng dồn Honda Brio đạt 1.421 xe. Những tháng sắp tới, dự báo mẫu xe hạng A của Honda sẽ gặp thêm khó khăn để đeo bám 3 mẫu xe trên top bởi hai lý do: xe nhập khẩu không được hưởng ưu đãi phí trước bạ và giá bán đắt hơn Hyundai i10 cùng với Kia Morning lắp ráp trong nước. Honda Brio hiện có hai phiên bản G và RS, giá đề xuất là 418 và 448 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn thêm hai màu sơn cho Brio với chi phí từ 4 đến 6 triệu đồng.
Trong tháng 6, Toyota Wigo bán tiếp đà tăng trưởng khi bán được 149 xe, tương ứng với mức tăng là 22,1%. Dẫu vậy thì Wigo đang có hai quý đầu năm ảm đạm khi kinh doanh tổng cộng đạt 835 xe, giảm đến 77,5% so với kết quả là 3.720 xe ở thời điểm giữa năm 2019. Bên cạnh yếu tố suy giảm chung của toàn thị trường, Toyota Wigo hiện được đánh giá là kém hấp dẫn nhất về kiểu dáng, về nội và ngoại thất, không được người dùng ưa chuộng. Tuy nhiên thì doanh số Wigo ghi nhận mức giảm có thể do nguyên nhân đến từ việc phiên bản nâng cấp của mẫu xe hạng A này chuẩn bị được giới thiệu ở tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, hai model Toyota Wigo số sàn và số tự động có giá đề xuất là 345 đến 405 triệu đồng. Xe cũng được nhập khẩu tương tự người đồng hương Honda Brio. Vừa rồi là cập nhật tin tức về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc phía bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất với các trang thông tin, tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.